Hello, chào mừng các bạn trở lại với phần 2 của clip hướng dẫn xóa một nốt khỏi cây nhị phân như kiếm. Trong clip này nó sẽ liên quan đến cái xóa nốt có hai cái con. Ok, chúng ta sẽ qua hai cái giải pháp, tức là hai cái trường hợp chúng ta có thể dùng đến ở đây, tức là chúng ta sẽ phải tìm cây, tức là nốt thế mạng cho cái nốt chúng ta cần xóa. Alo, Một là chúng ta tôi sẽ đâu xóa cái, tức là tìm cái nốt thế mạng là nốt trái nhất của cái bên phải của nốt cần xóa. Hai là chúng ta tìm nốt phải nhất của không phía nào cây con bên trái của cái nốt cần xóa. Ok, giả sử là mình sẽ tìm sao nốt trái nhất của cây con phía bên tay phải của cái nốt chúng ta cần xóa. đang dùng đi các bạn Ok, như vậy đi các thì bạn chúng đi ta các bạn sẽ như thế này. Giả sử là đây là tìm nốt trái nhất của cây con phía bên tay phải, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ không cần quan tâm đến nốt bên trái của cái nốt chúng ta, nốt trái nhất cây con bên phải nữa. Thì khi mà chúng ta là nốt thế mạng thì chúng ta xóa thằng này đi này. Ok, chúng ta xóa thằng này đi. Thì cái thằng này sẽ là thằng thế mạng. Và thằng này sẽ lên chỗ này. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là current trở nên right, trở nên left thì bằng S trở nên right. Ok. Tiếp theo, S trở đến right thì bằng current cũ trở đến right. Sau đó thì xóa xong thì S trở đến left chứ bằng current trở lên left hết. Cụ thể đầy đủ ở dưới này, thế là giả sử là chúng ta tìm được cái nốt S mà nốt S đấy khác cái nốt vàng vàng này. Ok. Thì chúng ta sẽ current trở lên right bằng, xin lỗi, current trở lên right trở lên left chứ là thằng này. Là current trở lên right này, trở lên left phát nữa thì chính là cái thằng S trở lên right, S trở lên right chính là thằng tím tím này. Ok, lúc nãy là dưới nó ở dưới này. Tiếp theo, S trở lên right sẽ bằng current trở lên right. S trở lên right sẽ bằng current cũ trở lên right. Tính là thằng tiếp theo của thằng S chính là phía bên tay phải là thằng current trở lên right. Cuối cùng, chúng ta sau quá trình gán xong thì chúng ta update lại, đó là thêm trở lên left thì bằng current trở lên left. Ok. Còn cái đoạn này thì có nghĩa là nếu như cái nốt chúng ta cần xóa là nốt gốc thì nốt gốc chính là nốt tem, tem chính là S, bởi vì mình đã nói ở đây rồi, gán tem bằng S. Trường hợp thứ hai là nếu như nó cái nốt cần xóa là nốt cây con bên trái, tức là nốt của phía tay trái của nốt parent, thì lúc này parent trở đến left sẽ bằng tem, tức là tem là thằng S, thì parent trở đến left sẽ bằng S. Ngược lại thì parent trở đến right sẽ bằng tem. Ok, lúc đấy thì cái thằng này nó chỉ vứt nó sang đây thôi, và cái mũi tên này chúng ta để vấn đề chỗ này, quay cái đít nó vào đây. Ok, đấy. Thì lúc này parent trở đến right sẽ bằng tem, tem chính là S. Hết. Các bạn hãy vẽ với cái hình này ra và hãy làm lại những cái gì mình đã nói. Một là tua lại, hai là mình các bạn tự làm thì sẽ thấy rất là rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào với code cụ thể. Ok. Chỗ này thì giả sử là đây cái trường hợp cuối cùng có là phía bên tay phải và bên tay trái của nốt chúng ta cần xóa nó đều là khác nôn. Ok. Thì chúng ta sẽ gán khi nốt này là mình đặt tên cho nó là nốt tem đi, tem sẽ bằng get s. Ok, get s này thì mình truyền cho nó là current. Ok, mình kiểm tra nếu như current sẽ bằng nốt gốc ấy, bằng root, thì lúc này root sẽ bằng tem. Trường hợp thứ hai thì cái chúng ta sẽ kiểm tra xem, giả sử nếu như cái is left nốt chúng ta cần xóa là nốt current ấy, nó là cái con bên trái, thì parent trở đến cái bên tay trái sẽ bằng em. Ok, em này không có. Okay. Tiếp theo trường hợp cuối cùng đây sẽ là else. Ok, thì cái này sẽ là parent trở đến bên tay right sẽ bằng tem. Ok, và cuối cùng thì chúng ta phải update lại cho cái thằng tem, tức là tem trở đến phía bên tay trái là left sẽ bằng parent trở đến phía bên tay left. Ok, chúng ta sẽ lên cái hàm get s. Get s chúng ta sẽ khai báo lại mấy cái thành phần như thế này, là t node, đây là node parent,
Nốt current sẽ bằng P cho đến right. Ok. Tiếp theo là T nốt. Đây là nốt current. Nun ban đầu bằng nun được, không không bằng cái gì được. Ok, cái này thiếu chữ N. Tiếp theo này, mình cần một cái T nốt nữa để chạy thì nó là chính là nốt F. Giả sử ban đầu bằng nun. Ok. Chúng ta sẽ tìm cái nốt trái nhất của cái con bên phải Y current khác với nun. Current sẽ bằng S. S sẽ bằng current. Current sẽ bằng current cho đến phía bên tay left. Bởi vì trên này đã trỏ đến right, bây giờ mình tìm cái nhất của cái con bên phải thì mình sẽ tìm đến left thôi. Cuối cùng, nếu như tìm thấy cái thằng S nó khác với cái thằng P trỏ đến right thì chúng ta sẽ làm hai cái việc, đó là P trỏ đến phía bên tay phải, trỏ đến phía bên tay trái. Lúc này sẽ bằng S trỏ đến phía bên tay phải. Cái thằng này có nghĩa là chúng ta sẽ update đây, thằng tiến này này bắt đầu nó ở dưới này, thằng S bắt đầu nó ở dưới này. Ok, thì thằng này current trỏ đến right, trỏ đến tay trái, tức là phía bên tay trái của cái thằng này chính là cái thằng phía bên tay phải của thằng S. Ok, đây tay trái của thằng này là tay phải của thằng S. Trường hợp 2 ở đây đó là S trỏ đến right sẽ bằng current. Cái này là P trỏ đến right. Ok, parent chính là right. Ok, cuối cùng thì chúng ta return S. Ok, xem có sai ở đâu không. Ok, rồi bây giờ giả sử mình sẽ có hai cái, tức là mình sẽ xóa nốt gốc nhá, 20 này, 10 và 30. Bây giờ mình sẽ xóa nốt, mình là xóa cái này nốt gốc là nốt 20. Ok, như vậy là mình đã xóa thành công, tức là xóa thành công cái nốt có giá trị là 20, bởi vì đây nốt gốc là nốt 20. N L R chỉ ra nốt gốc của nốt 20 và đây mình đã xóa bỏ nốt gốc đi rồi. Ok, để minh chứng một lần nữa thì mình sẽ nhập lại một cái lượng từ lớn hơn và cái này xóa lại cho bạn coi. Ok, chúng ta chờ số nốt gốc là 20, nốt bên trái là nốt 10, nốt phải là nốt 30. Ôi thôi sai rồi, lúc này thì nốt bên tay phải toàn đây là 30. Ok, tay phải là nốt 30 này, thì bây giờ 33 và nốt 25. Bây giờ nốt 10 thì phía bên tay phải của 10 là 15 và cho 19 đi, cho cả nốt là trừ 7. Ok, bây giờ thì rõ ràng nốt gốc là nốt 20, nốt 30 sẽ là cái nốt phía bên tay phải và bên phải của nốt 30 là nốt 33, bên trái của nó là nốt 25. Ok, thì bây giờ mình xóa nốt 30 đi. Ok, đây các bạn hãy tìm xem có tìm thấy cái nốt 30 không, hoàn toàn không thấy đúng không. Đây, cái nốt 30 của mình là nốt này. Ok, tức là thằng này là nằm giữa 25 và 33, tức là nó chính là nốt gốc của 25 và 33. Tức là nốt cha, không phải nốt gốc mà nó là nốt cha. Thì ở đây nó đã bị xóa. Ok, như vậy là chương trình như vậy thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong bài tiếp theo, nói về đệ quy, tức là xóa, cũng là xóa các nốt khỏi cây nhị phân. Nhưng mình sẽ dùng đệ quy, lúc này thì chương trình của mình sẽ rất là ngắn, nhưng mà rất là, tức là sẽ khó hiểu hơn nhiều so với việc diễn giải từng tí ra một như thế này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.